Nhưng bạn nào form đầu to, khuôn mặt tròn, bầu bỉnh mà muốn tìm mũ khuôn vai hai kính tầm giá 1 triệu thì mũ róc 03 này lựa chọn cũng rất là hợp lý. Mũ này size XL có thể phục vụ cho những size đầu khoảng là 61cm và đặc biệt là khuôn mặt tròn nha. Bởi vì phần lót ở má nó làm rất là mỏng, nó không có dày giống như róc 05 cho nên bạn mang vào nó thoải mái, nó không bị o ép mà dung cái má lên tới nỗi mà bị đau và chằn cái cơ mặt luôn. Mũ thì có hai kính tiện dụng cho các bạn đi ngày, đi đêm thoải mái, không cần phải mua thêm một cái kính màu khác để thay. Và đặc biệt là có sẵn đuôi gió Bista luôn nha các bạn. Những cái bạn nào đi solo á, thì chọn cái mẫu này. Nhưng mà bạn nào có chở người yêu người sao á, thì nên chọn cái màu Leopard. Tại màu đó là cái đuôi gió màu trong và nó là đuôi gió, nó không có góc cạnh, không có nhọn giống vậy. Mẫu thì bảo hành 2 năm, free ship, giá ship tận nhà là 997. Tặng thêm một cái khăn ninja cho cái bộ Tisker để các bạn trang trí. Bản Hebi đang bán cũng được cải tiến cái phần ron cao su, cũng đã kín gió hơn rất là nhiều phiên bản đầu tiên rồi. Cho nên với chất lượng kiểu dáng hiện tại nó cũng rất là xứng đáng đồng tiền nha. Cảm ơn các bạn.